chào mừng các cô và các bé đến với chương trình Bé Vui Khám Phá ngày hôm nay. Đến với chương trình Bé Vui Khám Phá ngày hôm nay, lớp mình rất vinh dự được đón các cô giáo từ phòng giáo dục và đào tạo Hiệp Hòa về dự, và đặc biệt là thành phần không thể thiếu đó là bé đến từ lớp mẫu giáo 3 và 4 tuổi Thu Quyền. Chúng ta hãy đồng một tràng có tay thật to để chào các cô bé nào. Đến với chương trình Bé Vui Khám Phá ngày hôm nay, các con sẽ trải qua 3 phần. Phần thứ nhất mang tên Du lịch qua màn ảnh nhỏ. Phần thứ hai mang tên Cùng Vui Khám Phá. Và phần thứ ba mang tên Thử Tài Thông Minh. Bây giờ cô sẽ mời các con bước vào phần thứ nhất, phần du lịch qua màn ảnh nhỏ. Và cô xin mời các con hãy cùng khám phá những điều cùng kỳ thú mà phần này mang lại nhé. Cô vẫn có thể nhắm xuống nào. Và chúng mình cùng đi vào đi nhé. Chủ tịch Hồ Chí Minh, vị lãnh tổ vĩ đại của dân tộc ta, người đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng và giải phóng dân tộc, là tấm gương sáng ngời về đạo đức và nhân cách để chúng ta học tập và noi theo. Bác Hồ của chúng ta, thời thơ ấu tên là Nguyễn Sinh Côn, sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890 tại quê ngoại là làng Hoàng Chủ, còn gọi là làng Chùa, xã Trung Cường, Tổng Lất Thịnh, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Nay là xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Trong một gia đình nhà nho yêu nước, nguồn gốc nông dân. Vừa rồi các con vừa được xem một đoạn phóng sự nói về ai nhỉ? Bạn nào biết nào không phải Phương? Có những cô bác Hồ ạ. Đúng rồi, cô mời bạn Điệp nào? Vừa rồi chúng mình đã xem đoạn video nói về bác cô đấy. Vậy để biết bác cô là ai và vì sao ai cũng rất yêu quý cô, cô một các con nhẹ nhàng về chỗ, và chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bác cô nhé. Và để giúp con giải đáp những thắc mắc về bác cô thì hôm nay cô sẽ mời, và bây giờ cô sẽ mời con đến với phần thứ hai của chương trình mang tên Cùng Vui Khám Phá. Ở phần thứ hai này thì các con sẽ giải đáp những câu hỏi mà cây thần kỳ đưa ra. Các con nhìn lên màn hình, trên màn hình là cây thần kỳ, và điều đặc biệt là trên cây thần kỳ có rất nhiều quả, và mỗi kết quả sẽ mang một câu hỏi nói về Bác Hồ, và cô và các con sẽ cùng nhau giải đáp những câu hỏi mà cái thần kỳ đưa ra. Vậy câu hỏi lên cho quả giúp cô nào. Các cánh tay đẹp đâu rồi? Cô về bạn Lân. Bắt chặt quả giúp cô nào. Cảm ơn bạn Lân. Bạn Lân chọn quả số mấy đấy các con? Quả số mấy đấy các con? Số 2. Câu hỏi
nhỉ? Vậy chúng mình phải chú ý xem, nên mình xem câu trả lời mà các thông tin đưa ra là gì nhé. Bác sinh nhật vào ngày 19 tháng 5. Xin chúc mừng tất cả các bạn. Bác Hồ sinh nhật vào ngày 19 tháng 5 năm 1890 đấy. Bây giờ bạn có sỏi lên chọn quả tiếp theo giúp cô. Cô mời bạn Trịnh nhá. Cuối cùng là cái thần kỳ đưa ra đó là
còn có các tên gọi khác như là Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Ái Quốc và Hồ Chí Minh đấy các bạn ạ. Và cô thấy các bạn, một số bạn đưa ra đáp án rất là chính xác, cô xin chúc mừng các con. Thì hoạt động cách mạng, Bác Hồ còn phải mang nhiều tên gọi khác nhau để thuận lợi trong quá trình hoạt động cách mạng của đất nước của mình đấy. Vừa rồi cô và con cùng nhau tham gia trả lời các câu hỏi mà thư thần kỳ mang lại đúng không nhỉ? Các con ạ, Bác Hồ là chủ tịch nước đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Bác sinh ngày 19 tháng 5 năm 1890. Hồi nhỏ Bác có tên là Nguyễn Sinh Cung. Và khi lớn lên thì Bác có nhiều tên gọi khác nhau như Nguyễn Đức Thành, Nguyễn Ái Quốc hay Hồ Chí Minh. Tất cả những tên gọi của Bác nhằm phục vụ cho quá trình hoạt động cách mạng, phục vụ đất nước của Bác được thuận lợi. Và nhân dân ta vẫn thường gọi Bác có một cái tên rất thân thuộc là Bác Hồ. Vậy vừa rồi cô thấy các bạn lớp mình học sách làm quan, cô tưởng với chúng mình một đoạn phim tư liệu nói về Bác. Các con cùng đứng lên màn hình nhé. Ngày Tết thiếu nhi vào tháng 6 năm ấy, Bác Hồ 79 tuổi đón các cháu. Các em hát, ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn chúng em nhi đồng? Và Bác cũng đã biết, ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh? À vừa rồi các đoạn là phim tư liệu vừa rồi các con chia sẻ cho cô xem chúng mình đã quan sát được những hình ảnh gì nhỉ? Hay thế nào? Cô mời bạn Linh. À Hồ Chí Minh, có thấy hình ảnh của Hồ Chí Minh đang làm gì nhỉ? Và đồng bào cả nước đấy. Vậy
quán lên. Trải qua hai phần của chương trình rất là xuất sắc đấy, và bây giờ cô xin mời các con đi đến.
tài thông minh. Chúng mình hãy chú ý nhìn đây nhé. Và trò chơi thử tài thông minh, cô sẽ chia cho mình làm 3 đội: đội hoa sen, đội tóc nữ và đội tóc hồng. Và chúng mình hướng lên màn hình. Trên màn hình là bộ đề có 3 ô cửa, và sau mỗi ô cửa là có các câu hỏi để đáp. Và trong mỗi câu hỏi sẽ có các đáp án khác nhau. Nhiệm vụ của con là hãy mở các ô cửa và lắng nghe các câu hỏi cũng như đáp án của chương trình đưa ra. Và sau thời gian là 5 giây, các con phải đưa ra đáp án đúng nhất. Và luật chơi là khi nào kết thúc hiệu lệnh, hết giờ thì các con mới được đưa đáp án. Và đội nào chọn, đội nào trả lời đúng và nhiều đáp án nhất, đội đó sẽ giành thắng cuộc. Tạo nhóm, tạo nhóm. Nào các bạn, chúng mình nhẹ nhàng, chúng mình đẩy nhau nhé.
nhiệm vụ của con, nhiệm vụ của ban đội là các bạn sẽ lần lượt bật qua con suối và lên chọn cho mình một bức ảnh về Bác Hồ. Sau đó các con sẽ dán lên bảng. Thời gian được tính là một bản nhạc. Ngọc chấp thế nhỉ? Cái Ngọc nó chậm nhỉ? Thời gian chúng ta sẽ được tính là một bản nhạc. Và luật chơi chậm đó là đội nào chọn đúng và chính xác nhất và chọn được nhiều nhất thì đội đó sẽ giành thắng cuộc. Các con đã hiểu cách chơi chưa? Rồi ạ. Quên mất là không chi rồi. Không còn bảo là không chi rồi chi rồi. Rồi chọn hai chi rồi. Đội chú ý nhé, đội hoa hoa hồng sẽ dán như này để cho khúc dẫn này vô cùng được ạ. Thấy đâu con bảng không mượn. Sau cố gắng nhé, chúng mình
Chương trình bé con khám phá ngày hôm nay thì đây là kết thúc rồi. Bây giờ ngày thì các bạn hãy hỏi cùng thử với mình một chuyến đi tham quan quảng trường Ba Đình nhé. Người khoai chi. Vào phá này chết. Thế mà sao mình rèn cái loại này.